Avezanh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Avezanh. Xin chào tất cả các em học sinh thân mến. Cô là Vương Thị Hạnh, cô dạy môn toán. Và cô rất vui được đồng hành cùng các em trong cái chương trình toán học kỳ 2 lớp 8, đúng nào? Và rất nhiều bạn tâm sự với cô rằng là em rất là sợ môn toán, đặc biệt là cái phần hình học. Vậy thì thấu hiểu cái nỗi sợ hãi của các bạn thì cô và Vietjet đã xây dựng những cái video bài học trong cái chương trình toán lớp 8 học kỳ 2, đúng nào? Vậy thì các bạn mà muốn bứt phá cái điểm số trong học kỳ 2 này thì hãy về với đội của cô nhá. Rồi, vậy thì trong chương 3 này chúng ta sẽ tìm hiểu về những cái nội dung gì cũng như là những cái kiến thức gì. Thì bây giờ trước tiên các bạn hãy trả lời cho cô câu hỏi sau nhá. Rồi, các bạn sẽ quan sát cho cô cái hình vẽ ở trên bảng này. Hình A, hình B, hình C. Em hãy có nhận xét gì về hình dạng và kích thước của các cặp hình, hình A, hình B, hình C? Hình A là hình bản đồ Việt Nam này, B là hai quả táo này, và hình C là hai hình tam giác. Vậy thì bạn nào cũng sẽ nhận ra ngay đó là gì? Các cái cặp hình này thì có hình dạng giống hệt nhau và gì nhỉ? Nhưng mà lại có kích thước khác nhau. Đó. Vậy thì trong thực tế các bạn cũng gặp rất là nhiều cái hình ảnh mà có gì các em nhỉ? Có hình dạng giống nhau và kích thước khác nhau, đúng không nào? Vậy thì những cái hình ảnh như thế người ta gọi là các cái hình đồng dạng với nhau. Vậy thì trong chương 3 này chúng ta sẽ chỉ đi xét hai cái phần, đó là hai tam giác đồng dạng với nhau thôi. Còn những cái hình này thì chúng ta sẽ xét ở ngoài đời sống sau nhá. Rồi, và đây chính là nội dung của cái phần chương 3 chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu, đó là về hai tam giác đồng dạng. Tam giác đồng dạng, được chưa nào? Vậy thì trong cái chương 3 này các bạn sẽ cần nắm được cho cô những cái kiến thức gì? Thì bây giờ cô và các bạn sẽ cùng đi điểm qua nhá. Đầu tiên là các bạn sẽ cần nắm được cho cô định lý Thales này. Thales thuận, Thales đảo và hệ quả của nó, được chưa nào? Rồi, sau khi mà các bạn đã phát biểu được định lý Thales thuận, đảo và hệ quả thì các bạn sẽ đi sử dụng những cái kiến thức này để các bạn sẽ áp dụng vào làm cho cô các bài tập cơ bản và nâng cao nhé. Tiếp theo là phần kiến thức thứ hai trong chương 3 là tính chất đường phân giác của tam giác. Thứ ba là tam giác đồng dạng và các ứng dụng của nó. Tức là chúng ta sẽ xem cho cô là gì? Các trường hợp đồng dạng của hai tam giác có các trường hợp nào? Sau đó sử dụng các trường hợp đồng dạng đó để đi vận dụng vào làm cho cô các bài tập trong thực tế đời sống nhé. Rồi, vừa rồi cô đã đi giới thiệu lướt qua những kiến thức trọng tâm cần nhớ và các bạn sẽ cần nắm được ở trong chương 3 này. Bây giờ thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi vào cái bài đầu tiên, đó là định lý Thales trong tam giác nhé. Bài 1 của chúng ta đó là định lý Thales trong tam giác. Đó. Vậy thì ở chương trình lớp 6 thì các bạn đã được học về tỉ số của hai số rồi, đúng không nào? Vậy thì đối với hai đoạn thẳng cũng sẽ có cái tỉ số. Vậy thì tỉ số của hai đoạn thẳng là gì? Thì hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu nhé. Đầu tiên sẽ là phần 1, tỉ số hai đoạn thẳng này. Tỉ số về hai đoạn thẳng, để biết xem thế nào là tỉ số về hai đoạn thẳng thì các bạn sẽ xét cho cô cái hỏi chấm 1 như sau. Cho đoạn thẳng AB bằng 3 cm, CD bằng 5 cm. Đề bài yêu cầu chúng ta tính cái tỉ số AB chia cho CD bằng bao nhiêu. Đó. Tiếp theo tương tự như thế, cho EF bằng 4 dm, MN bằng 7 dm và yêu cầu tính EF chia cho MN bằng bao nhiêu. Vậy thì chắc chắn là bạn nào cũng có thể dễ dàng tính được thẳng AB chia CD và EF chia MN, đúng không nào? Trước tiên thì các bạn sẽ phải so sánh cho cô này, xem là AB và CD đã cùng đơn vị đo hay chưa. Thì ở đây các bạn sẽ thấy là AB đơn vị là cm, CD cũng là cm rồi. Vậy thì khi đó các bạn sẽ tính được ngay AB chia CD bằng bao nhiêu. Bây giờ cô sẽ có này, giải này. Cô sẽ giải sang bên này nhá. Nào, đầu tiên là AB chia CD.
thì sẽ bằng bao nhiêu các em? AB là bằng 3 cm này, ở đây sẽ là 3. CD là bằng bao nhiêu? 5. Thì khi đó AB chia CD sẽ bằng 3/5. Tương tự như thế các bạn sẽ tính được cho cô EF chia cho MN. Đó, cô sẽ có EF này chia cho MN thì sẽ bằng 4 dm chia cho 7 dm, thì tức là sẽ bằng 4/7 này. Vậy thì với cái cách tính như vậy thì khi đó cái thằng AB chia CD và EF chia MN được gọi là tỷ số của hai đoạn thẳng. Đó, đây 3/5 này được gọi là tỷ số của hai đoạn thẳng AB và CD. Tương tự 4/7 này được gọi là tỷ số của hai đoạn thẳng EF và MN. Vậy thế nào là tỷ số của hai đoạn thẳng? Thì bây giờ chúng ta sẽ sang phần định nghĩa nhá. Thì tỷ số của hai đoạn thẳng là tỷ số độ dài của chúng theo cùng một đơn vị đo. Đó, nhớ là vừa nãy chúng ta đã có là AB và CD cùng đơn vị đo là cm rồi. Thì khi đó tỷ số của hai đoạn thẳng AB và CD chính là gì? Tỷ số độ dài của thằng AB và CD trên cùng một đơn vị đo, tức là đây nó sẽ bằng 3/5. Tương tự như thế, tỷ số độ dài của hai đoạn thẳng EF và MN chính là bằng tỷ số độ dài của chúng theo cùng một đơn vị đo. Ở đây đơn vị đo của hai thằng này là gì các em? Decimet. Vậy thì qua đây các bạn sẽ thấy này, đó là gì? Tỷ số của hai đoạn thẳng thì không phụ thuộc vào đơn vị đo. Đó. Rồi, chỉ cần là các bạn sẽ đưa là gì? Muốn tính tỷ số hai đoạn thẳng của hai đoạn thẳng này thì các bạn hai thằng này phải cùng đơn vị đo thôi. Còn các bạn thấy tỷ số của hai cái thằng trên này thì đơn vị đo của nó là cm, còn ở dưới này thì đơn vị đo là dm, thì sẽ không ảnh hưởng gì đến cách tính gì các em nhỉ? Tỷ số của hai cái đoạn thẳng này, đúng chưa nào? Rồi, đó là phần thứ nhất trong bài ngày hôm nay. Tiếp theo chúng ta sẽ đi sang cái phần số 2 nhé. Phần thứ hai đó là đoạn thẳng tỷ lệ. Vậy thế nào là hai đoạn thẳng tỷ lệ? Thì bây giờ chúng ta sẽ có như sau này. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng xét cho cô cái hỏi chấm số 2 là cho 4 đoạn thẳng AB, CD, A', B', C', D' như hình sau. Đây, AB này, CD này, A', B' này, C', D'. Đề bài yêu cầu chúng ta so sánh các tỷ số AB chia CD và A', B' chia C', D'. Thì bây giờ các bạn sẽ tính cho cô đầu tiên là tỷ số AB chia CD và thứ hai là tỷ số A', B' chia C', D' nhé. Sau đó thì các bạn sẽ đi so sánh, đúng chưa nào? Rồi, bây giờ cô sẽ có này, giải. Đầu tiên là tỷ số AB chia cho CD thì sẽ bằng AB chia CD thì sẽ bằng 2/3, đúng chưa? Tiếp theo là A', B' chia C', D'. A', B' này chia C', D' thì sẽ bằng này. Thằng này có 4 đoạn, thằng này có 6 đoạn thì sẽ bằng 4/6. Và nhưng mà ở đây các bạn sẽ thấy này, 4/6 thì các bạn có thể rút gọn được chia cả tử và mẫu cho mấy các em nhỉ? Cho 2 đúng không? Thì nó sẽ bằng này, 4 chia 2 thì được 2 này, 6 chia 2 thì được 3. Vậy qua hai phần này từ đây các bạn sẽ suy ra được cho cô là cái tỷ số AB chia CD bằng A', B' chia C', D', đúng chưa? Vì đều bằng 2/3. AB chia CD bằng cái tỷ số A', B' chia C', D'. Vậy vì để nó đều bằng 2/3, vậy thì hai cái đoạn thẳng này AB và CD được gọi là tỷ lệ với hai cái đoạn thẳng A', B' và C', D'. Vậy thế nào được gọi là đoạn thẳng tỷ lệ? Thì bây giờ chúng ta sẽ đi sang cái phần định nghĩa nhé. Vậy thì câu hỏi đặt ra là hai đoạn thẳng AB và CD được gọi là tỷ lệ với hai đoạn thẳng A', B' và C', D' khi nào? Thì khi đó cô sẽ thấy là gì? Khi AB chia cho CD bằng A', B' chia
C phẩy, D phẩy, đúng không nào? Và từ đó thì chúng ta sẽ rút ra được cái định nghĩa như sau. Là hai đoạn thẳng AB và CD được gọi là tỷ lệ với hai đoạn thẳng A phẩy, B phẩy và C phẩy, D phẩy nếu ta có tỷ lệ thức sau. Là AB chia cho CD bằng A phẩy, B phẩy chia cho C phẩy, D phẩy. Hay nói cách khác là chúng ta có thể có là gì? AB chia A phẩy, B phẩy bằng CD chia cho C phẩy, D phẩy. Nếu chúng ta có hai cái tỷ, một trong hai cái tỷ lệ thức này thì các bạn sẽ suy ra được cho cô là hai đoạn thẳng AB chia cho CD AB và CD tỷ lệ với hai đoạn thẳng A phẩy, B phẩy và C phẩy, D phẩy. Chưa nào? Đây chính là phần định nghĩa. Và cái phần định nghĩa này nó sẽ phục vụ cho chúng ta trong cái phần số 3, đó là định lý Thales trong tam giác. Phần thứ 3 đó là phần định lý Thales trong tam giác. Và cái định lý Thales trong tam giác này thì chúng ta sẽ thừa nhận và không cần phải chứng minh. Chưa? Và định lý này thì được phát biểu như sau. Nếu một đường thẳng song song với một cạnh của tam giác và cắt hai cạnh còn lại thì nó định ra trên hai cạnh đó những đoạn thẳng tương ứng tỷ lệ. Đó, và nhớ cho cô là không cần phải chứng minh định lý Thales này nhá. Rồi bây giờ để làm rõ được cái định lý này thì cô sẽ có một cái hình vẽ như sau. Là cô cho tam giác ABC này. Trong tam giác ABC này thì cô sẽ lấy này B phẩy, C phẩy song song với thằng BC. Và nó cắt hai cạnh còn lại của tam giác ABC, đó là cạnh AB tại B phẩy, AC tại C phẩy, được chưa nào? Rồi, thì khi đó cái đường thẳng B phẩy, C phẩy này nó sẽ định ra trên hai cạnh của cái tam giác này những cái đoạn thẳng tương ứng tỷ lệ. Đó, cô sẽ có như sau này, đó là AB chia cho AB phẩy chia cho AB thì sẽ bằng AC phẩy chia cho AC. Đó. Và cuối cùng nó sẽ có là gì nhỉ? Bằng BB phẩy chia cho CC phẩy. Chưa nào? Rồi thì cái định lý Thales này là một định lý rất quan trọng trong cái chương trình học của lớp 8. Vì vậy mà các bạn sẽ cần nắm cho cô thật kỹ nhá. Bây giờ cô sẽ đi viết giả thiết kết luận của cái phần định lý này như sau. Đầu tiên là phần giả thiết này. Và ở dưới sẽ là phần kết luận. Rồi phần giả thiết thì đề bài sẽ cho chúng ta tam giác ABC. Chưa? Cô sẽ điền tam giác ABC này. Tiếp theo là chúng ta có là cạnh B phẩy, C phẩy song song với BC. B phẩy, C phẩy song song với BC này. Đây, một đường thẳng song song với một cạnh và cắt hai cạnh còn lại. Đó là cắt cạnh AB tại điểm B phẩy này, AC tại điểm C phẩy. Thì bây giờ cô sẽ có là B phẩy thuộc thằng nào các em nhỉ? Thuộc AB. Còn C phẩy sẽ thuộc AC. Chưa? C phẩy thuộc AC này. Rồi, đến đây, giả thiết đề bài cho như vậy thì chúng ta sẽ suy ra được điều gì? Thì chúng ta sẽ suy ra được là gì? Hai, cái thằng này nó sẽ định ra trên hai cạnh của tam giác các đoạn thẳng tương ứng tỷ lệ. Thì bây giờ chúng ta sẽ có suy ra đầu tiên này là AB phẩy chia cho AB thì sẽ bằng AC phẩy chia cho AC. Nhớ nhá, AB phẩy này chia cho AB thì sẽ bằng AC phẩy chia cho AC. Tiếp theo, thứ hai đó là gì? Là B phẩy B chia cho AB thì sẽ bằng C phẩy C chia cho AC. B phẩy B chia cho AB này thì sẽ bằng C phẩy C chia cho AC. Và cuối cùng sẽ là gì các em nhỉ? Là AB phẩy chia cho B phẩy B thì sẽ bằng AC phẩy chia cho C phẩy C. AB phẩy này chia cho
B phẩy B thì sẽ bằng AC phẩy chia cho C phẩy C. Đó. Rồi, giờ từ giờ trở đi là các bạn cứ thấy là trong một tam giác mà có một cái đường thẳng song song với một cạnh và cắt hai cạnh còn lại của tam giác đó thì chúng ta sẽ suy ra được các cái tỉ số như thế này. Rồi, đó là phần 3 định lý Thales trong tam giác. Vậy các bạn sẽ áp dụng cho cô cái định lý Thales để làm cho cô cái bài ví dụ sau nhé. Ví dụ số 2 này, tính độ dài x trong hình số 4. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thấy người ta cho tam giác DEF này có MN song song với EF như thế này. MN này song song với EF với M thuộc đoạn thẳng DE, N thuộc cạnh DF. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ thấy này, chúng ta sẽ có là MN song song với EF rồi. Đường thẳng MN song song với EF và cắt hai cạnh còn lại của tam giác DEF, đó là cạnh DE và cạnh D gì các em? DF. Vì vậy mà nó sẽ định ra trên hai cạnh này các đoạn thẳng tương ứng tỷ lệ, đúng không nào? Thì bây giờ dựa vào cái dữ kiện này chúng ta sẽ đi tính được thằng x. Vậy thì các bạn sẽ lưu ý cho cô này. Thằng này là biết 4 rồi này. DN bằng 4, NF bằng 2. Thằng này chúng ta lại biết là gì? DM bằng 6,5 rồi. Thì chúng ta sẽ sử dụng những cái tỷ số nào, tỷ lệ thức nào đó để mà chúng ta có thể tính được x. Thì các bạn sẽ phải thật tinh ý ở chỗ này. Các bạn sẽ thấy này, dựa vào từ đây chúng ta thấy MN song song với EF thì các bạn sẽ suy ra cái tỷ lệ thức là gì? DM chia cho ME sẽ bằng DN chia cho NF. Đó. Vì sao mà cô lại sử dụng cái tỷ lệ thức này mà cô lại không sử dụng cái tỷ lệ thức ví dụ như DM chia cho DE bằng DN chia cho DF? Vì sao vậy? Vì chúng ta sẽ thấy này, vì là DE của chúng ta cô vẫn chưa biết, đúng chưa nào? Đó, vì vậy mà chúng ta phải làm sao sử dụng cái tỷ lệ thức nào sao cho chúng ta dễ tính nhất và nó thành có thể dễ tính thằng x này nhất, chưa? Bây giờ cô sẽ có trình bày như sau. Giải này. Đầu tiên này, cô sẽ thấy là vì MN song song với thằng nào các em? MN song song với EF này. Rồi, đến đây chúng ta sẽ có theo định lý Thales. Ta có như sau. Cô sẽ có là DM này chia cho ME thì sẽ bằng DN chia cho NF, được chưa? DN này chia cho NF. Đến đây bây giờ chúng ta sẽ thay số vào. Thì ở đây cô sẽ có này, hay DM thì bằng bao nhiêu các bạn? 6,5. Các bạn sẽ thay vào đây 6,5 này chia cho ME. ME thì tức là chúng ta đang cần tính, nó chính là gì? X. Cô cũng thay vào đây bằng này DN. DN thì sẽ bằng 4 này. NF thì bằng bao nhiêu? 2. Từ đây cô sẽ suy ra được x này. X sẽ bằng bao nhiêu? X sẽ bằng này, 2 nhân với 6,5 chia cho 4. Đến đây thì các bạn sẽ tính ngay được cho cô x sẽ bằng 3,25. Rồi, đó là cái ví dụ số 2 về việc là chúng ta sẽ đi áp dụng cái định lý Thales để đi tính cái thằng x này. Tương tự như thế các bạn sẽ làm cho cô cái phần hỏi chấm nhé. Hỏi chấm 4 của cô như sau. Tính độ dài xy trong hình 5. Đó, thì người ta đây là ý A trong hỏi chấm 4. Thì chúng ta sẽ quan sát cái hình số 5 này, ý A này. Chúng ta sẽ thấy người ta cho chúng ta tam giác ABC, đúng không nào? Và đường thẳng A song song với cạnh BC và cắt hai cạnh AB và AC lần lượt tại D và E. Thế thì bây giờ có cái yếu tố song song thì chúng ta sẽ nghĩ đến định lý Thales, đúng không? Mà lại thấy người ta cho các cái tỉ số, tức là cho các độ dài các đoạn thẳng là AD bằng căn 3 này, DB bằng 5 này, AE là x này và
EC là bằng 10. Vậy thì dựa vào định lý Thales thì chúng ta có thể tìm được x, đúng chưa? Rồi bây giờ cô sẽ đi giải cái câu A này như sau. Giải này. Câu A. Đầu tiên chúng ta sẽ có này, vì, các bạn sẽ nhớ cho cô, không được bỏ quên cái vì này nhá. Vì đường thẳng A này song song với thằng nào các em? Song song với BC. Nên chúng ta sẽ theo định lý Thales này. Cô sẽ có như sau. Chúng ta sẽ có tỷ số, nhớ là cái tỷ lệ thức nào chúng ta sẽ lấy sao cho mà có thể tính được x một cách dễ dàng nhất. Thì chúng ta sẽ thấy này, AD chia cho DB sẽ bằng AE chia cho EC. Chưa? Nào, AD này, AD chia cho DB sẽ bằng AE, AE chia cho EC. Đến đây cô sẽ có này, hay. Bây giờ cô sẽ thay số vào. AD, đoạn thẳng AD thì có độ dài bằng căn 3 ở đây. Tiếp theo chia cho DB, DB thì bằng 5. Rồi bằng này, AE của cô là chính là x này, chia cho EC chính là 10. Vậy từ đây cô sẽ suy ra này, hai cái phân số này bằng nhau thì suy ra là tích chéo của chúng sẽ phải bằng nhau. Tức là gì các em? Tức là 5 nhân x sẽ phải bằng 10 nhân căn 3. Đó, cô sẽ có 5 nhân x này sẽ phải bằng 10 nhân với căn 3. Đến đây, từ đây cô sẽ suy ra được thằng x này sẽ bằng bao nhiêu? X sẽ bằng 10 nhân căn 3 chia cho 5. Rồi đến đây cô sẽ thấy này, x sẽ bằng 10 nhân căn 3 chia cho 5. Thì cô sẽ chia cả tử và mẫu cho số 5. Thì 10 chia 5 thì sẽ bằng 2. Vậy ở trên tử sẽ còn 2 căn 3. Đó, 2 căn 3 này. Dưới mẫu này, 5 chia 5 thì bằng 1. Đó, 2 căn 3 chia cho 1 thì vẫn là bằng 2 căn 3. Vậy thì x của cô sẽ bằng 2 căn 3. Và đây chính theo cái đơn vị đo độ dài, chưa nào? Rồi, đó là câu A, chúng ta đã đi sử dụng cái định lý Thales rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ xem câu B cô sẽ giải như thế nào nhé. Câu B của hỏi chấm 4 như sau này. Các bạn sẽ tìm cho cô Y ở trong cái hình số 5 phần B này. Thì các bạn sẽ thấy này, ở đây đề bài là cho tam giác ABC là tam giác vuông tại A, đúng chưa? Tiếp tục chúng ta lại thấy có cái thằng DE vuông góc với AC. Vậy thì các bạn thấy là gì? Ở đây chúng ta không thể nào mà vẫn chưa thể đi sử dụng cái định lý Thales để áp dụng vào tam giác này được. Vì vậy mà chúng ta thấy vì sao? Vì để mà sử dụng được định lý Thales thì chúng ta thấy phải có cái yếu tố đó là song song, đúng không? Vậy thì ở đây chúng ta dễ dàng thấy được này. BA vuông góc với AC theo giả thiết, đúng chưa? Tiếp tục DE cũng vuông góc với CA theo cái hình vẽ như thế này đây. Vậy thì từ đây chúng ta sẽ suy ra là BA sẽ song song với DE vì cùng vuông góc với thằng nào các em? AC, được chưa? Vậy chúng ta sẽ dựa vào cái tính chất mà chúng ta đã được học ở lớp 7 rồi, đúng không? Đó là gì? Nếu cô có hai cái đường thẳng AB phân biệt này, A mà vuông góc với đường thẳng C, tiếp theo B cũng vuông góc với đường thẳng C, thì từ đây cô sẽ suy ra là gì các em? Đường thẳng A sẽ song song với đường thẳng B. Đó. Vậy thì tương tự như thế, DE vuông góc với CA, BA cũng vuông góc với CA. Từ đây cô sẽ suy ra DE sẽ song song với BA. Chưa? Rồi bây giờ cô sẽ tiến hành giải bài này như sau. Trước tiên cô sẽ có này, Vì DE vuông góc với thằng nào các em? CA. Tiếp tục BA cũng vuông góc với CA. Từ đây cô sẽ suy ra là DE sẽ song song với BA. Đó, bây giờ tiếp tục chúng ta sẽ có này, vì DE song song với BA
Nên bây giờ cô sẽ theo định lý Thales này. Ta sẽ có như sau. Theo định lý Thales thì bây giờ chúng ta sẽ để ý xem là chúng ta sẽ thấy này. DE song song với một cạnh của tam giác ABC, đó là cạnh AB này. DE song song với AB và DE lại cắt hai cạnh, đó là CB và CA theo thứ tự tại D và E. Vì vậy cô sẽ áp dụng được cái hệ thức cái định lý Thales vào trong tam giác này. Đó, cô sẽ thấy có này, để tính được Y. Y thì chính là CA đúng không cô em? Để tính được CA thì chúng ta sẽ phải biết này. Để tính được CA thì chúng ta có rất nhiều cách tính. Các bạn có thể tính thằng AE trước. Tính AE mà lại biết được CE là 4 rồi thì chúng ta có thể tính được CA. Cách thứ hai là các bạn sẽ đi tính CA trực tiếp ngay. Bằng cách đó là các bạn sẽ dựa vào là gì? Cái thằng này là gì? CE chia cho CA thì sẽ bằng CD, nhưng mà phải chia cho CB, đúng chưa? Nhưng mà CB chúng ta lại chưa biết, thì chúng ta có thể dễ dàng tính được CB bằng cách là lấy CD cộng với DB, chưa nào? Rồi, đó. Các bạn có thể lựa chọn cách thứ hai, đó là gì? Các bạn sẽ tính EA trước. Tính EA bằng cách là các bạn sẽ dựa vào cái phần nào nhỉ? CD chia cho DB thì sẽ bằng CE chia cho EA. Tính được EA suy ra được CA. Đó, được chưa? Đó, các bạn có thể sử dụng cho cô một trong hai cách đó, hoặc là các bạn có thể đi làm cả hai cách, sau đó so sánh xem đáp án có giống nhau hay không nhá. Bây giờ cô sẽ đi tính trực tiếp với thằng CA trước. Vậy muốn tính được trực tiếp CA trước thì cô sẽ phải có BC, đúng không? Cô sẽ tính BC trước này. Và có cô sẽ có này là CD chia cho CB thì sẽ bằng CE chia cho CA. Hay này, CD thì cô sẽ vẫn viết nguyên ở đây nhá. CD chia cho CB. CB thì cô sẽ viết thành gì các em? CD cộng với DB. CD này cộng với DB. Rồi các bạn hiểu vì sao cô lại có từ đây ra đây chưa? CD cô vẫn viết nguyên này. CB thì cô biểu diễn thành CD cộng với DB. Đó, tiếp tục bằng này. CE chia CA cô vẫn viết nguyên. Rồi, đến đây tiếp tục cô lại có này. Hay. Rồi, CD chúng ta sẽ thấy thay xem bằng bao nhiêu. CD ở đây bằng 5 rồi. 5 này chia cho CD bằng 5 cộng với DB ở đây bằng bao nhiêu? DB là bằng 3,5 này. Thì bây giờ sẽ bằng CE thì bằng 4 rồi. Còn CA thì chính là Y. Rồi đến đây cô sẽ có này. Từ đây cô sẽ suy ra Y thì sẽ bằng này. 4 nhân với 5 cộng 3,5. 4 nhân với 5 cộng 3,5 thì tức là bằng 8,5. Chia cho, ở đây chia cho 5 thì cô sẽ được bằng bao nhiêu? Sẽ bằng 6,8 đúng không nào? Rồi. Và ở đây sẽ là gì? Đơn vị đo độ dài. Chưa? Rồi, vừa rồi thì các bạn đã đi làm cho cô cái phần hỏi chấm 4, là các bạn đã đi sử dụng cái định lý Thales để các bạn có thể tính được X và Y, đúng không nào? Tương tự như thế thì các bạn sẽ làm cho cô cái bài tập ở trong cái phần luyện tập như sau nhá. Phần thứ tư của chúng ta đó là phần luyện tập. Và bài đầu tiên là tính X trong hình vẽ sau. Và trong hình vẽ này thì người ta đã cho chúng ta MN song song với BC. Và cho tam giác ABC có MN song song với BC. Và MN cắt AB và AC theo thứ tự tại M và N. Vậy để đây, để tính được X thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Thấy yếu tố song song các bạn nghĩ đến cho cô định lý Thales đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thấy này. Người ta cho biết AM bằng 4 rồi.
MB bằng X rồi, đúng không? Bây giờ chúng ta phải đi tìm X. Thì chúng ta sẽ phải biết tương ứng với nó ở bên phía bên này là phải biết từ AN và gì các em? NC, đúng chưa? Thế ở đây NC người ta lại chưa cho. AN thì bằng 5 rồi. Thế thì tính, trước tiên chúng ta phải tính NC trước. NC thì sẽ bằng bao nhiêu các bạn nhỉ? AC trừ đi AN thì chính là bằng NC. Đó, tính được NC rồi, biết AC và 8,5 rồi, AN bằng 5 rồi thì tính được NC. Tính được NC rồi thì chúng ta sẽ đi áp dụng định lý Thales để tìm được X. Đó, đây chính là cái phương pháp để giải cái bài 1 này. Bây giờ cô sẽ tiến hành giải cho các bạn như sau nhé. Cô sẽ tính NC này. Trước tiên cô tính NC. Bạn NC sẽ bằng AC trừ đi AN. NC của cô sẽ bằng, NC bằng này, AC của chúng ta là bằng 8,5 rồi, trừ đi AN là bằng 5. Vậy kết quả NC của chúng ta sẽ bằng 3,5. Rồi đến đây bây giờ cô sẽ thấy này, vì MN song song với thằng nào các em? BC. Nên cô sẽ theo định lý Thales này. Cô sẽ có như sau. Là AM chia cho MB thì sẽ bằng AN chia cho NC. AM này chia cho MB sẽ bằng AN chia cho NC. Hay AM là bằng 4 này chia cho MB. Chúng ta sẽ thay vào đây, MB thì chính là X, sẽ bằng AN là bằng 5 chia cho NC, chúng ta vừa tính được là bằng 3,5 rồi. Từ đây cô sẽ suy ra được này. Rồi X này của cô, hai cái phân số này bằng nhau thì tích chéo của nó sẽ bằng nhau. Tức là X nhân 5 sẽ bằng 4 nhân với 3,5. Chưa? Là 5 nhân với X này. Đó, tích chéo 5 nhân với X sẽ bằng 4 nhân với 3,5. 4 nhân với 3,5. Đến đây các bạn sẽ suy ra được cho cô. X sẽ bằng 4 nhân 3,5 chia cho 5. Kết quả sẽ bằng 2,8. Rồi, đó là cái phần đầu tiên. Hoặc là các bạn mà không làm giống cô thì các bạn sẽ có thể làm như sau. Là các bạn, trước tiên các bạn sẽ thấy ở đây người ta cho AN bằng 5 này, AC bằng 8,5. Vậy thì các bạn sẽ thấy cái AN chia cho AC thì sẽ bằng AM chia cho AB, đúng chưa? Mà AB thì các bạn sẽ tính được cho cô là bằng 4 cộng với X. Đó. Vì vậy, tương tự như thế chúng ta sẽ có cái tỷ lệ thức là 5 chia cho 8,5 sẽ bằng 4 chia cho 4 cộng với X. Giải cái thằng đó ra thì chúng ta cũng sẽ vẫn tìm được X. Nhưng mà cách đó thì các bạn thấy là gì? Nó sẽ khó hơn một chút, đúng không chưa nào? Rồi, và vừa rồi là bài tập số 1. Tiếp theo chúng ta sẽ sang bài số 2 nhé. Bài số 2 trong phần luyện tập như sau này. Là đề bài cho chúng ta hình vẽ như trên bảng. Và đề bài yêu cầu chúng ta tính X ở trong hình vẽ với PQ song song với EF. Vậy chúng ta sẽ xét cái tam giác DEF này có PQ song song với EF. Và PQ cắt DE và DF theo thứ tự tại P và Q. Thì từ đây để tính được X thì các bạn lại đi sử dụng cho cô định lý Thales trong tam giác, đúng chưa? Thế để tính được thằng X này thì chúng ta lại thấy này, biết PE rồi, biết DQ rồi, mà lại biết DF rồi. Thì chúng ta thấy là gì? Chúng ta thấy PQ mà song song với EF thì chúng ta lại thấy X này mà chia cho PE thì sẽ bằng DQ phải chia cho QF, đúng chưa? Rất nhiều bạn là nhầm lẫn ở chỗ này, là các bạn lấy là gì? DP chia cho DE, DP chia cho PE thì bằng DQ
chia cho DF là sai nhá. Các bạn nhớ là phải tương ứng này. Đó là DP chia cho PE thì phải bằng DQ chia cho QF, nhớ chưa? Thế QF chúng ta chưa biết thì bây giờ chúng ta phải tính, đúng chưa? Để tính được QF thì chúng ta lại thấy là gì? Sẽ bằng DF trừ đi DQ, được chưa? DQ bằng 9 rồi thì QF sẽ bằng 24 trừ đi 9 thì bằng 15. Rồi, tính được QF rồi các bạn lại dễ dàng tính được x cho cô, đúng chưa? Bây giờ cô sẽ tiến hành giải bài tập số 2 này như sau nhé. Giải này. Đầu tiên cô sẽ phải đi tính QF trước này. Ta có QF sẽ bằng DF trừ đi DQ thì sẽ bằng 24 trừ đi 9 bằng 15 này. Rồi, bây giờ chúng ta lại có vì PQ song song với EF. PQ này song song với EF. Từ đây cô sẽ theo định lý Thales này. Ta sẽ có như sau. Cô sẽ có là DP mà chia cho PE thì sẽ bằng DQ. DQ chia cho QF. Rồi, hay thay số vào này. DP chia cho PE. DP bằng bao nhiêu? DP thì chính là x. Đó, cô sẽ có x này chia cho PE. PE thì chính là bằng 10,5. Sẽ bằng này, DQ là bằng bao nhiêu các bạn nhỉ? Bằng 9, đúng chưa? 9 này chia cho QF vừa tính được rồi, bằng 15. Từ đây cô sẽ suy ra luôn nhá. Cô sẽ suy ra là tích chéo sẽ bằng nhau là 15 nhân với x thì sẽ bằng 9 nhân với 10,5. 15 nhân với x này thì sẽ bằng 9 nhân với 10,5. Rồi, từ đây cô sẽ suy ra x sẽ bằng này 9 nhân với 10,5 mà chia cho 15 thì các bạn sẽ tính được bằng bao nhiêu? 6,3. Và đây là đơn vị đo độ dài, theo đơn vị đo độ dài, đúng chưa? Vậy thì chúng ta đã dễ dàng tìm được x dựa vào định lý Thales, đúng chưa nào? Rồi, vừa rồi thì cô và các em đã đồng hành cùng nhau trong bài đầu tiên trong cái chương 3. Vậy thì qua bài số đầu tiên này thì các bạn sẽ cần nắm được cho cô cái kiến thức trọng tâm gì? Thì các bạn sẽ phải nhớ được cho cô này, thế nào là tỉ số hai đoạn thẳng này. Và thứ hai là hai đoạn thẳng AB và CD được gọi là tỉ lệ với hai đoạn thẳng A', B' và C', D' khi nào. Và kiến thức thứ ba đó là gì các em? Là phát biểu được cho cô định lý Thales. Sau đó thì sẽ đi sử dụng cái định lý Thales để đi làm một số bài tập cơ bản, chưa nào? Rồi, đó là cái nội dung của bài số 1. Và bây giờ thì cô xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong cái bài tiếp theo nhé. Xin chào tất cả các em. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.